Dũng đi bơi. Dũng bơi 100 mét. Dũng bơi qua sông Hồng. Dũng bơi qua Đại Tây Dương. Dũng bơi với cá mập. Dũng bơi ở Đại Tây Dương với cá mập trắng ấy. Cá mập trắng đâu ní? Ok, Khương xuất hiện và tham gia cuộc đua cùng Dũng và cá mập. Bơi mà mấy ní, với cả Hương xinh đẹp đen chớ. Kiên tham gia vào cuộc bơi. Nà ní, sao lại chạy trên biển, bơi đê. Hương xinh đẹp đâu mà. Sao biến thành nữ hết rồi, Minh Hương là nữ thôi mà. Dũng và Kiên oảnh nhau để tranh làm người yêu của Hương. Hương và cá mập làm trọng tài. Bỗng nhiên Đạt xuất hiện và quyến rũ Hương. Đạt và Hương yêu nhau. Còn Dũng và Kiên vẫn đang quất nhau ầm ầm.